Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao chiến lang hủy hoại Trung Quốc. Ngoại giao chiến lang được Trung Quốc thúc đẩy một vài năm trở lại đây, và đặc biệt trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nó đã trở thành phương hướng đối ngoại chính của Trung Quốc. Chiến lang dùng để chỉ thế hệ các nhà ngoại giao mới của Trung Quốc với những hành vi khiêu khích cùng thái độ không kiêng dè, hoặc thậm chí có thiên hướng rất hung hăng trong các phát ngôn bảo vệ hình ảnh Trung Quốc với thế giới phương Tây và trên truyền thông và mạng xã hội. Với hình ảnh này chúng ta cũng đã bắt gặp gần đây khi những người phát ngôn của Trung Quốc liên tục đưa ra những phản đối rất mạnh mẽ và thậm chí đe dọa tới Việt Nam khi họ khẳng định chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa. Từ Chiến Lang lấy tên từ hai bộ phim hành động rất ăn khách của nước này là Chiến Lang 1 và Chiến Lang 2, lần lượt ra mắt vào năm 2015 và năm 2017 nhằm quảng bá chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc. Từ khi dịch bệnh lan tràn trên thế giới, không một tuần lễ nào mà người ta không thấy một nhà ngoại giao Trung Quốc gây tai tiếng trên mạng xã hội hay trên các phương tiện truyền thông đại chúng với những ngôn ngữ hết sức sốc. Đây là hình ảnh ông đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lô Gia Ngã, bị Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean triệu tập lên để phản đối vì có một số hoạt động và tuyên truyền công kích phương Tây. Nổi tiếng nhất trong số này là Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hồi tháng 3 vừa qua đã thản nhiên phát tán thuyết âm mưu cho rằng virus corona có xuất xứ từ Mỹ chứ không phải từ Trung Quốc. Một nhân vật khác cũng tai tiếng không kém là đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Giã, đã bị Ngoại trưởng Pháp James triệu mời để phản đối về một bài nặc danh tính nhưng được cho là chính của viên đại sứ này đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, Pháp, có chứa nội dung nhục mạ chính quyền và chính giới Pháp. Bản thân vị đại sứ này cũng có nhiều tiền án trong việc chỉ trích các nước Pháp, đã từng bị một lần triệu mời lên để nghe phản đối, nhưng Bộ Ngoại giao Pháp đã giữ bí mật vụ việc để khỏi làm Bắc Kinh mất mặt. Trước khi nhận nhiệm sở tại Pháp, vị đại sứ Trung Quốc này đã cũng từng có những lời lẽ khiếm nhã đối với chính quyền Canada, nơi ông từng làm đại sứ, hay trước đó là tại châu Phi cũng như vậy. Và điều đang nói là trước hành vi không ngoại giao chút nào của vị đại sứ của mình, chính quyền Bắc Kinh chỉ nói đến một sự hiểu lầm. Trong lúc bài viết nhục mạ nước Pháp không hề bị gỡ bỏ khỏi trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, và cũng không dừng lại ở đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp vào ngày 30 tháng 4 vừa qua đã post một video hoạt hình được đặt tên là One Open Virus lên trang tweet của họ. Đây là hình ảnh bài chụp của tweet đăng trên trang của Đại sứ quán Trung Quốc. Trên trang tweet của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp đã xuất hiện video này. Video có hình nữ thần tự do đại diện cho nước Mỹ đối đáp với hình nhân đại diện Trung Quốc. Khi Trung Quốc cảnh báo phát hiện một loại virus mới, nữ thần tự do trả lời, rồi sao? Phía Mỹ còn cười nhạo, còn gọi bệnh viện dã chiến của Trung Quốc là trại tập trung, rằng biện pháp khóa cửa của Trung Quốc là man dợ và vi phạm nhân quyền. Khi Trung Quốc cho biết virus lan truyền qua không khí, Mỹ nói rằng nó sẽ biến mất một cách ma thuật vào tháng 4. Rõ ràng Trung Quốc đang nhắm trực tiếp vào Tổng thống Mỹ. Video còn cho thấy cảnh Mỹ chẳng làm gì trong suốt tháng 3 và 3 tháng liền mà chỉ có cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới mà thôi. Nhà báo Mạnh Kim tại Việt Nam nhận định như sau: khó có thể tưởng tượng một cơ quan ngoại giao như Đại sứ Trung Quốc lại có trò chơi bẩn và rẻ tiền như vậy. Hành vi này dù nhằm thẳng vào Tổng thống Mỹ nhưng thật bị bôi vào cả hệ thống chính trị Mỹ, Quốc hội Mỹ, hệ thống y tế Mỹ và người dân Mỹ, khi mà nước Mỹ đang chứng kiến tình trạng tử vong không hề có dấu hiệu dừng. Sự hả hê trước bi kịch và bi thảm của một quốc gia khác cho thấy Trung Quốc hèn hạ và thấp kém như thế nào. Điều này khiến nhớ lại hồi sự kiện 11 tháng 9 xảy ra, Trung Quốc đã từng thể hiện sự hoan hỉ một cách bệnh hoạn. Lần này mức độ bệnh hoạn và sự tồi tệ của Trung Quốc là gấp nhiều lần. Nó cho thấy Trung Quốc vẫn chưa bao giờ trưởng thành và đủ xứng đáng với vị trí nước lớn. Nó cũng cho thấy tâm địa độc ác, cũng như cho thấy chế độ này vẫn chưa dứt khoát khỏi sự man dợ. Trung Quốc đang dạy cho dân chúng của họ rằng chỉ cần sự mất dạy là đủ và luôn phải mất dạy trong các mối quan hệ quốc tế. Và nhà báo đã khẳng định với sự vô văn hóa của Trung Quốc là không có giới hạn. Và kỷ lục đáng xấu hổ của nền ngoại giao chiến lang có lẽ thuộc về Quế Tổng Hữu, đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển, đã bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao nước Bắc Âu này 40 lần trong 2 năm mà vẫn tại chức và vẫn tiếp tục nhục mạ chính quyền sở tại. Đây là hình ảnh đại sứ Quế Tổng Hữu làm đại sứ của Trung Quốc tại Thụy Điển. Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển Quế Tổng Hữu là một minh chứng rõ ràng về thái độ bắt nạt của Bắc Kinh đối với Stockholm, Thụy Điển.
Hồi đầu năm nay, ông Quế mỉa mai giới truyền thông Thụy Điển đưa tin về Trung Quốc tựa như một võ sĩ hạng nhẹ khiêu khích một đối thủ nặng ký là Bắc Kinh. Ông nói với hãng thông tin SVT, tức là truyền thông Thụy Điển, tựa như một võ sĩ hạng nhẹ 48 cân, gây hấn với một võ sĩ hạng nặng 86 cân, người hết lòng và thiện chí khuyên anh ta, tức là võ sĩ hạng nhẹ, hãy tự lo cho bản thân. Bộ Ngoại giao Thụy Điển lập tức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ sự bất bình về việc ông này cố gắng đe dọa giới truyền thông Thụy Điển. Trước đó, ông Quế không ít lần đưa ra những phát ngôn mang tính chất hăm dọa ở Thụy Điển. Theo ông Asos, ông đã từng tuyên bố trên một đài phát thanh của Thụy Điển vào tháng 11 năm 2019 rằng chúng tôi thiết đãi bạn bè bằng rượu ngon, còn với kẻ thù thì chúng tôi có súng ống. Bà Asion bình luận tiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc tung hô sự trỗi dậy của Trung Quốc như thể một cường quốc hiền lành, tử tế, tôn trọng các nước. Nhưng cho đến nay, cách đối xử của họ đối với các quốc gia nhỏ hơn không có gì đáng thuyết phục. Một loạt các sự cố ngoại giao gần đây đã làm lung lay mối quan hệ giữa Thụy Điển và Trung Quốc. Theo bình luận của báo Asion, điều này là hậu quả của hành vi bất nạt mà Bắc Kinh đang áp dụng với quốc gia Bắc Âu này. Đây là hình ảnh Viện Khổng Tử ở Đại học Stockholm, Viện Khổng Tử đầu tiên ở châu Âu đã bị đóng cửa vào năm 2015. Trong bài báo vào 29 tháng 4, Asion đã viết như sau, hành vi bất nạt của Bắc Kinh là một ví dụ cho thấy cách Trung Quốc đối xử với các nước quốc gia kém quyền lực hơn khi nước này từ chối tuân theo yêu cầu của họ. Tờ báo này viết tiếp, tình trạng mất lòng tin đã khiến Thụy Điển đóng cửa các hoạt động trao đổi văn hóa và các thỏa thuận lâu dài khác với Trung Quốc. Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, đã phải hủy bỏ mối quan hệ thành phố hữu nghị với Thượng Hải, một thỏa thuận được ký kết 34 năm trước. Một thành phố khác bao gồm Varas, Lidköping và Liet cũng đã chấm dứt mối quan hệ với thành phố Trung Quốc. Thụy Điển cũng đã đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử, một chương trình do chính phủ Trung Quốc tài trợ với vẻ bọc bề ngoài là dạy tiếng Hoa và giao lưu văn hóa, nhưng bị nghi ngờ là công cụ gián điệp của Bắc Kinh và kiểm duyệt các chủ đề mà Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là nhạy cảm. Trang tin Quan tra của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 đã dẫn tin của báo Anh The Times vào ngày 21 tháng 4 cho biết Thụy Điển đã đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa toàn bộ mọi Viện Khổng Tử. Viện Khổng Tử được sáng lập vào năm 2004 và là một tổ chức được thành lập bởi Văn phòng Quốc gia Trung Quốc, lãnh đạo quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc trên khắp thế giới, gọi tắt là Hán Biện, để quảng bá ngôn ngữ Trung Quốc. Vào năm 2005, Trung Quốc đã đặt Viện Khổng Tử đầu tiên tại Đại học Stockholm ở Thụy Điển và là Viện Khổng Tử đầu tiên ở châu Âu. Học viện này đã đóng cửa vào năm 2015. Không dừng lại ở đó, truyền thông Nga vào ngày 1 tháng 5 đã tiết lộ Thụy Điển đang hợp tác với Mỹ để triển khai chiến dịch chống Trung Quốc, kêu gọi điều tra Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và Trung Quốc sau khi dịch bệnh kết thúc và hy vọng rằng châu Âu sẽ khởi xướng quá trình này. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng của Thụy Điển Ann Linde đề xuất tiến hành điều tra về hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới và nguồn gốc của virus corona chủng mới. Theo hãng thông tấn Sputnik của Nga vào ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đã bày tỏ sự không hài lòng với công việc của Tổ chức Y tế Thế giới tại công cuộc hội thảo trực tuyến Atlantic, tức là Hội đồng Đại Tây Dương, của Mỹ tổ chức, đề xuất tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới ngay sau khi dịch bệnh kết thúc và chỉ ra tầm quan trọng của việc châu Âu và Mỹ phối hợp cùng nhau chống lại xu hướng của chính quyền và chính phủ chuyên chế, tức là ám chỉ Trung Quốc, sử dụng dịch bệnh là mục đích riêng của họ. Đồng thời, Bộ trưởng Y tế và Xã hội Thụy Điển Lena đã đệ trình lên Quốc hội bản báo cáo theo tinh thần của Ann Linde, nêu rõ Thụy Điển có kế hoạch đề nghị châu Âu điều tra về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Trung tuần tháng 4, ít nhất 7 đại sứ của Trung Quốc tại các nước ngoài đã bị chính quyền nước sở tại triệu tập vào tuần trước để giải trình các lùm xùm trong nhiều vấn đề khác nhau. Đây là hình ảnh một chiến lang ngoại giao tiêu biểu, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tại buổi họp báo ở Bắc Kinh vào hôm 8 tháng 4. Ít nhất 7 đại sứ Trung Quốc tại Pháp, Kazakhstan, Nigeria, Kenya, Uganda, Ghana và Liên minh châu Âu đã bị chính quyền sở tại triệu tập để giải trình những báo cáo buộc từ việc truyền bá tin đồn và những thông tin sai lệch cho đến việc phân biệt đối xử với người châu Phi ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Bất đồng đang dần gia tăng khi một số nước như Đức, Pháp, Úc và Canada cùng Mỹ đòi hỏi Trung Quốc minh bạch hơn về cáo buộc che đậy thông tin và những phản ứng thiếu chính xác trong giai đoạn đầu của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã công khai bày tỏ thái độ bất bình khi tờ báo Bild của Đức đòi bồi thường
hơn 160 tỷ đô la với lý do Trung Quốc đã không giữ được virus trong phạm vi của nước mình. Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Úc và Canada chỉ trích chính trị gia và phương tiện truyền thông địa phương thiên vị Mỹ bởi các nước này đưa ra những yêu cầu tương tự Washington. Các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc ở Anh, Hà Lan, Nhật Bản, Singapore và Peru đã gây sự chú ý khi công kích truyền thông và các quan chức hay các học giả mà họ cho rằng đang đứng về phe chỉ trích cách hành và xử lý của Bắc Kinh trong khủng hoảng y tế lần này. Về đối nội, Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt dân chúng bằng những thông tin sai lệch, kiểm soát dư luận, bịa đặt để thể chế ưu việt của chế độ chuyên chế. Về đối ngoại, Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động các quan chức ngoại giao, chiến lang, tăng cường chiến lược tuyên truyền, cố gắng vận động cộng đồng quốc tế ca ngợi công khai các biện pháp chống dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời chỉ trích phương pháp chống dịch của các nước sở tại. Việc hóa thân thành chiến lang trở nên thời thượng và dễ mang về lợi ích nghề nghiệp đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc, bất chấp hình ảnh quốc tế của đất nước này bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Một thế hệ chiến lang Trung Quốc đang hành xử ngược lại với những tinh thần chung của thông lệ mà các nhà ngoại giao cần lưu ý khi hoạt động ở nước ngoài và chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc đánh mất lòng tin, uy tín với các nước sở tại và vị thế trên trường quốc tế mà trong đó có cả Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 với bản tin Ngoại giao chiến lang hủy hoại Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de